có cái mùi gì mới mới thì phải. Cây gì mà nhiều quạt thế nhở? Để xem nào. Một quạt, hai, ba, bốn cái quạt. À còn đây nữa này. Nhiều quạt như thế này, không biết có mát không nhỉ? Case LS1 Gaming có trọng lượng 6kg, cao 45cm và dài 53cm. Case có 2 khay LSD và 2 khay HDD, có đầy đủ cổng kết nối như USB 2.0, USB 3.0, HD Audio. Ngoài ra, Case còn thiết kế kèm theo tấm chất cảm nổi bật với đèn LED chạy dọc theo họa tiết của Case. Với giá chỉ 1.350.000, các bạn đã có ngay một Case Gaming với phong cách Transformer lấp lánh sang chảnh. Nếu anh em quan tâm đến sản phẩm, hãy gọi ngay cho mình theo số hotline mình ghi trên màn hình nha. Hoặc liên hệ với mình qua fanpage để theo dõi thêm nhiều cấu hình đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Link fanpage mình sẽ để trong phần mô tả.